đoàn vỡ. Nhưng mà đấy, Ares người thay thế lại có một double kill bên trên của ông Saya. Lee Susu yếu máu. Bây Ares giờ vẫn còn rất nhiều máu. Hai fight headshot liên tiếp. Đây, một mạng và Lee Susu yếu máu. 28 giây còn lại, Lee Susu đang đứng quay thùng và Ares có 4 frag. Sơn dễ dàng nằm xuống, double kill thuộc về vị trí của Nozomi. Nhảy xuống và có cho mình triple kill. Nhưng mà bây giờ rất có thể sẽ là một chuỗi combo kill, một mạng đến từ vị Ares, double kill đến từ vị trí của Ares. Anh ta ăn một quả mù so với một quả Nozomi còn rất ít máu. Nozomi nằm xuống tiếp theo. Ma thứ 3. 4 frag đến từ vị trí của Ares. Anh ta có clear, có clear team đến từ vị trí của Ares. Ô, chúng ta có được một cái tình huống 4 frag đến từ vị trí của Masino, khiến cho Nozomi không thể hạ gục được Masino. Nhưng mà người đồng đội của khiến cho đội hình phòng ngự ông sao phải chia ra một ao. Ô, Lee Susu cân bằng cái quân số rồi, ép xuống và có được một kill đến từ vị trí của Lee Susu. Đợi cho Ares đặt bom đó, bắt đầu một cái pha ngồi đặt bom khá là kín và một mạng tôn nằm xuống. Nhưng bây giờ thì Nozomi đối đầu với Ares. Nozomi có double kill để bị chiếm, đặc biệt là bom xe như thế này thì cái việc gỡ retreat bom xe là rất là khó. Yung có một headshot vào, nhưng mà bây giờ thì họ anh ấy sẽ đoán ba vị trí, hai người hai pha headshot đến từ vị trí của Yung, ba người ba pha headshot đến từ vị trí của Yung, bởi vì họ có một người đó là Su, họ có Lee Susu, Tun và Rai là hai người còn lại và họ đang yếu máu. Triple kill không chính thức đến từ It's Famous, hít hơi đạn rồi cũng chết và đi lên đến từ Tun. Và It's Famous có mạng thứ tư dành cho mình ở cái trận đấu này, có được một mạng, dâm có được một mạng nhưng bom không còn khỏe, không về. À, cứ để cho Tun tự xử lý. Tun có một mạng và bây giờ chỉ còn là mình dâm mà thôi, kỹ năng của dâm cũng không cao và Tun có double kill. Ares đẩy xuống, Ares có mạng của điêu thuyền rồi. It's Famous yếu ớt sẽ làm gì? Double kill và một chiến thắng dành cho Beginner Group. Vẫn giữ cái vị trí đó cho mình thay vì hay. Là quá sớm. Hay quá đến từ vị trí của Zombie. Và bây giờ một đấu một giữa Zombie và Benaka. Một quả phát giật quang ra và biết được vị trí của Benaka di chuyển vào. Xây trước lên thường hình Zombie. Zombie 1v3 và đặt cho mình đó quả C4 thành công. Đang gặp vấn đề, rõ ràng là đang gặp vấn đề đây. Họ bỏ qua cái vị trí đứng của Shadow và Shadow xảy một mạng dành cho Shadow và double kill dành cho Shadow. Tùng đã chuyển sang cho mình khẩu AK thay vì như vậy là di chuyển fail. Một pha di chuyển mà họ nhìn lên trên. Snow sẽ đi móc ở đằng sau, cầm của dao lên, Stoner cầm của dao lên, đây rồi. Snow móc rất chính xác và có ai mà lắc ra và Zombie có một mạng. Zombie có được một kill, anh ta lùi về thành công. Một tình huống đi đấu tỉnh táo đến từ Zombie. Snow quay trở lại luôn, nghe thì phút xem rồi nhưng mà Tùng dứt điểm tốt hơn. Rồi có double kill và đây còn bom Saya đã được thiết lập rồi. Một headshot dành cho Benaka ở cái vị trí này và double kill. Trời canh.